À, các bạn thân mến, nông cơ Vũ Dự bự mới vừa về một con C8R, xe rùa đa chức năng các bạn nha. Đây, một con xe rùa đa chức năng. À, cháu ơi, cho hỏi cái động cơ này máy dầu hay máy xăng hay là máy L? Hả? Máy dầu. Máy dầu hả? L mấy? L. Cũng chưa coi kỹ. À. Nghe bạn ơi. Nè. Đây, một con xe rất là đẹp các bạn nha. Thì nó sở hữu là một cái động cơ máy dầu. Ở đây là một cái mô hình hoàn toàn được sơ đồ vẽ ra của máy nè. Thì nhớt cái đó, nhớt để mình chế. Rồi đây số con này chạy được à, 498 giờ. À, rất là đẹp, rất là mới các bạn nha. À, C8R. Rồi. Xài dây xích nha, dây sên xích cao su nha. Ôi trời, con chó đái kỳ quá. Rồi, đây thùng rin của nó thì thùng bề ngang 2 4 6 8 9 10 dài 16 bề ngang 90 về dài 1m6 các bạn nha. Đây có ben. Đây lên biểu diễn cái rồi cô ơi. Đâu á? À, động cơ nó xài động cơ L mấy mười đó không biết. Ồ, động cơ quá em. À, đây. Cái giá và số điện thoại thì nó nằm trong cái phần mô tả video nha các bạn nha. Máy đủ nhất rồi gì chưa? Rồi, một tới rồi. À vậy hả? Động cơ quá đẹp. Đây động cơ. Nhớ nhau chế đầy đủ chưa? Hôm nay chế rồi. À. Động cơ quá đẹp. À, động cơ máy dầu. Rồi, đi cú mèo luôn các bạn nha. Nhớ là con có mã số 247 nha các bạn nha. Anh kia đậu em, đậu kia đi. Hả? À, đậu kia để chú review con này. Ở để review con này. Rồi, rất là đẹp các bạn nha. Rất là ngon luôn. Xịn xùng luôn. Có đề khỏe. Hả? Có đề hết. Ừ, có đề khỏe.
Rồi bạn nào mua thì vào phần mô tả video xem các bạn nha. Ở đây là hai cần lái, một cần lái tới, một cần lấy cần lái qua lấy lại. Cần này là cái gì đây? Ben. Ben. Ben lên xuống, đây là chân thắng. Đúng rồi. Đây là cái gì? Rồi, cần chân bên này. Bên này là mình đạp là đạp cái chậm, đạp nhanh hết ga và nhanh. À. Đạp tới giờ đạp ga. Nhanh chậm là đó, còn cái này. Này là ga. À, ga nhanh chậm. Rồi. Đây là. Rồi, hết. À 498 giờ. Rồi. Động cơ xài động cơ L mấy không biết. Rồi. Nhất thị lực mới tinh ha, mới chế ha, rim của nó. Rim mới chế gì? À vậy hả? Rồi. À, cháu ra nổ mấy con kia dùm. Rồi bạn nào mua thì alo các bạn nha.